Hành trang con mang theo đầy đau buồn của thế giới. Hành trang con mang theo. Xin mời anh em chúng ta, ai lên trước thì chúng ta vào trước. Như thế là có tín hiệu Đức Cha đã đến. Ở dưới đó anh em chúng ta đã đón, bây giờ anh em chúng ta lên. Xin giới thiệu, đây là thầy Lợi đang giúp với Đức Cha tại tòa giám mục. Thầy Thấm đang giúp Đức Cha tại tòa giám mục. Thường thì khi Đức Cha đến, mang máy laptop sẵn lên cho Đức Cha, cài đặt sẵn là lên đâu vào đó hết, rồi là Đức Cha lên là thường huấn thôi. Trong khi cha Dũng ơi, rồi cha cứ ngồi đó đi, ngồi đi. Khi nãy cha nói 8 giờ rồi, nhưng không sao, Đức Cha có lý do chính đáng. Hôm qua nay chúng ta chưa gặp cha Sở, hôm qua nay chúng ta sinh hoạt ở đây mà chưa gặp cha Sở giáo xứ Rạng. Cha Sở giáo xứ Rạng là Du Xe Nguyễn Hữu Duy. Cách đây một tuần thì ngài bị Phêrô Nguyễn Hữu Duy, cách đây một tuần thì ngài bị tai nạn xe, và anh em bên ban đại diện thì có thăm rồi, còn chúng mình không thăm được bởi vì ngài đương mệt lắm. Nhưng mà ngài rất lo lắng, cho nên ngài bảo cha Nhạc phải lo trọn vẹn cho anh em mình nha. Và bây giờ Đức Cha đến thì Đức Cha ghé vào thăm người bệnh tí, rồi Đức Cha lên, Đức Cha nhắn như vậy. Vỗ tay mừng Đức Cha cái, cảm ơn. Chưa bắt đầu đâu nha. Có nháp cũng sẽ cắt hết. Cứ nháp đi, nhưng mà có nháp rồi cũng sẽ cắt hết. Chưa có phát gì cả. Phát rồi hả? Wow. Phát rồi như vậy bên đó là má của mình nóng lòng lắm đó. Má ơi, má có đang xem trực tuyến không? Chúng con đang rất vui. Xin mời anh Nam. Anh em ơi, chúng ta chơi ta. Chơi ta. Rồi, xin mời các bạn lấy trang 13. Hát thật vui và thật hăng nhé. Chờ Đức Cha bước chân được. Trang 13 các bạn. Cho một tràng vỗ tay. Chào cha hai ba. Chào cha, cha vừa mới tới đây viếng thăm chốn này. Đoàn con hân hoan vui say khi trông thấy cha cười thật hay. Ôi giời giời ơi, mặt cha giống như mặt trời. Đoàn con hân hoan vui say khi trông thấy cha cười thật tươi. Chào cha, cha vừa mới tới đây viếng thăm chốn này. Đoàn con hân hoan vui say khi trông thấy cha cười thật hay. Ôi giời giời ơi, mặt cha giống như mặt trời. Đoàn con hân hoan vui say khi trông thấy cha cười thật hay. Chúng con kính mời Đức Cha an tọa.
Giờ đây xin kính mời vị đại diện của gia đình Lâm Bích có lời chào mừng Đức Cha. Xin mời các anh chị em, chúng ta còn bên ngoài đấy, chúng ta mau mau vào hội trường luôn. Trọng kính Đức Cha Giuse, giám mục giáo phận Phan Thiết. Kính thưa bố, quý bác, cùng toàn thể anh chị em, các cháu trong gia đình Lâm Bích rất thân mến. Ước mơ được trở về Phan Thiết, được gặp Đức Cha để nghe Đức Cha chia sẻ về Đức Cha Lambe, cụ tổ của chúng con. Đó là một điều rất thực. Kể từ khi được tin nghe Đức Cha đảm nhận việc lập hồ sơ phong thánh cho Ngài dưới sự tín nhiệm của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Vâng, thật là vui khi anh em ban đại diện chúng con được diện kiến Đức Cha vào ngày tiền trạm Chủ nhật mùng 4 tháng 6 năm 2023, và đã được Đức Cha chấp thuận. Và không những thế mà Ngài còn gợi ý cho việc tổ chức họp mặt của gia đình Lâm Bích chúng con hôm nay. Xin cho một tràng pháo tay. Kính thưa Đức Cha, và như thế, ước mơ ấy ngày hôm nay đã trở thành sự thật. Sự hiện diện của Đức Cha là một niềm vinh dự lớn lao cho gia đình Lâm Bích chúng con. Trong niềm vui hân hoan ấy, gia đình Lâm Bích chúng con một lần nữa xin kính chào Đức Cha. Đường ta đi là con đường đau khổ, đường đau khổ là đường tới vinh quang. Đường ta đi bước theo đường thầm tư, sống cho đời, chết cho mọi người. Đường ta đi từ chân trời im lặng, đường im lặng là đường tới thiên cung. Đường ta đi đắng cay còn nghìn trùng, bước kiêu hùng nhịp bước lên đường. Bạn ơi, bước rộn ràng, lời ca vang trên đường ta, bước qua muôn ngàn nỗi đau thương. Bạn ơi, Chúa đồng hành, dìu ta đi trên đường, đường đau khổ là đường đưa tới vinh quang. Tiếp đến chúng con xin kính mời Đức Cha. Mọi người chúng ta cùng xin Chúa thánh hóa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa, xin ban xuống trên chúng con thần chi tán tạo của Chúa, người đổi mới tâm can, đổi mới sẽ ban cho chúng con nhớ lại lời hằng sống Chúa truyền ban. Lạy Chúa, xin ban xuống trên chúng con thần chi tán tạo của Chúa, người đổi mới tâm can, đổi mới. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin mời Đức Ông và tất cả mọi người ngồi. Nay con rất vui được kính chào Đức Ông Giuse Maria, quý cha và tất cả quý anh chị em cũng như các cháu trong gia đình đại gia đình Lâm Bích.
Và hôm nay con xin được phần đầu giới thiệu cho mọi người biết là thoáng về cái công cuộc truyền giáo của hai vị giám mục tiên khởi tại Việt Nam. Trước hết về tiểu sử, tại vì lúc 1659 thì Tòa Thánh đã bổ nhiệm cho hai vị giám mục tiên khởi, Đức cha François Palu là đại diện Tông Tòa đằng ngoài miền Bắc, và Đức cha Pierre Lambert de Lamotte đại diện Tông Tòa ở đằng trong. Và chính hai vị giám mục này, hai vị giám mục tiên khởi của Giáo hội Việt Nam của chúng ta. Thì một thoáng trước hết về tiểu sử của Đức cha Lambert, sinh năm 1624 tại Lisieux, Normandy, Pháp. Lisieux là nơi của Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu, và ngài là thuộc gia đình thượng lưu. Ở đây các cha và một số các bác đã học văn hóa Pháp thì biết cái dòng họ Đờ có Đờ là dòng quý phái đó, dòng quý tộc Đờ Lamotte. Và ngài là học luật, làm thẩm phán khi mới 22 tuổi, được thụ phong linh mục năm 1655, rồi ngài làm giám mục năm 1660 hiệu tòa Berit, và ngài đã dâng cúng tài sản của mình cho chương trình truyền giáo Viễn Đông. Rồi ngày 27 tháng 11 1660 ngài rời Pháp sang Việt Nam, và ngày 2 năm sau ngài tới Ayutthaya là thủ đô của Thái Lan bây giờ, lúc đó gọi là Siem, và ngài không thể đến được đàng trong lúc bấy giờ vì đang có cuộc bách hại dữ dội. Cùng với Đức cha Lambert đó là Đức cha François Palu, ngài sinh năm 1626 tại Tours, Pháp, cũng thuộc gia đình quý tộc, được phong linh mục năm 1650 trước Đức cha Lambert 5 năm. Ngài là tiến sĩ dân luật và giáo luật, và ngài là giám mục hiệu tòa Hierapolis. Rồi ngài qua Việt Nam sau Đức cha Lambert 2 năm, rời Pháp 1662, và ngài cũng đến Ayutthaya, và lúc đó cũng không thể đến được đàng ngoài được tại vì đang lệnh bắt đạo. Thì hai vị giám mục Đức cha Lambert đã tới trước, và chúng ta biết lúc đó một thoáng thôi là có ba giám mục: Đức cha François Palu ở đàng ngoài, Đức cha Lambert ở đàng trong, và Đức cha Cotolendi ở Nam Kinh. Nhưng mà cái đường đi từ năm 62 trong cái phái đoàn của Đức cha François Palu thì 19 người, thì trên đường đi tới Ấn Độ thì Đức cha Cotolendi chết, rồi cái đoàn cũng chết 6-7 người, còn lại khoảng 11 người. Thoáng cho thấy cái công cuộc truyền giáo lúc đầu qua Việt Nam cũng là rất là vất vả. Nhưng mà tại Việt Nam thì lúc đầu đang bắt đạo nên hai vị đã không thể đến được Việt Nam. Và hai vị giám mục này là từng cái đôi bạn vào Hiệp hội Thánh Thể và Nhóm Bạn Hiền, và trở thành đôi bạn thân trong kế hoạch truyền giáo tại Roma. Và cùng ngài hai vị khi mà đến, lát nữa sẽ nói thêm, dọn ra cái chương trình lo cho chủng viện Thừa Sai, và công tác với nhau, và đã sống chết cho sứ vụ xây dựng Giáo hội Việt Nam trong cái tâm tình say mến Đức Kitô chịu đóng đinh. Bây giờ một thoáng về cái lịch sử thì chúng ta thấy rằng lúc trong cái giả sử thì vẫn nói là 1533 là khởi sự công cuộc truyền giáo, vị thầy giảng Ineku đến Việt Nam và ngày vào cửa Bạn ngày 19 tháng 3. Và rồi cái thời chúng ta tới 1533, cái thời bảo trợ của Bồ Đào Nha, chế độ đó lúc đó là phân chia, vua đầu Bồ Đào Nha hoàn toàn điều khiển. Và rồi 1659-1662 thì Tòa Thánh thấy rắc rối, lấy lại cái quyền đó và lập lên cái bộ truyền giáo, gọi là bộ truyền bá đức tin đó, bây giờ là gọi bộ truyền giáo. Và từ 1622 tới 1659 thì
Tòa Thánh đã bổ nhiệm hai vị tông tòa đầu tiên tại cái vùng Viễn Đông này, và phải có giám mục. Các cha dòng tên 1615 đã đến Việt Nam, nhưng mà cho tới 1659 gần 50 năm và vẫn không, tại vì không có giám mục, là không có linh mục và không làm được. Và cái khi mà hai vị giám mục này đến thì Tòa Thánh bảo là các ngài làm sao phải lập nên được hàng giáo sĩ địa phương, tức là giáo sĩ bản địa người Việt Nam của chúng ta. Nếu mà không rút kinh nghiệm tại như là Nhật và tại Indo thì khi mà các vị thừa sai bị trục xuất là giáo hội sụp rồi, tại vì không có linh mục tiếp tục là cộng đoàn tín hữu sẽ chết. Rồi 1660 và 1662 như vừa rồi là hai đức cha đã lên đường qua Việt Nam, cái hành trình rất là gian khổ, và tại Thái Lan, và các ngài đã bắt đầu xây dựng giáo hội Việt Nam điều khiển từ xa. 1664 các ngài đã mở công nghị mà chúng ta gọi là synod, hồi xưa cứ dịch là công đồng, nhưng mà chính thức là synod, là một cái thượng hội đồng hay là cái công nghị tại Ayutthaya này. Và lát nữa chúng ta thấy có hai quyết định quan trọng nhất của nó là lập chủng viện và soạn thảo cái chương trình đào tạo cho các nhà thừa sai truyền giáo, đó là cái tập nổi tiếng Monita, chúng ta sẽ nói nhiều chi tiết sau này chút. Thì trở lại các hoạt động của Đức Cha Lambert chỉ có 12 năm thôi, thì ngài đã thực hiện được 3 cuộc kinh lý ở Việt Nam, 1669, 1670 ở đàng ngoài. Thì xin nói toán một chút, 1664 là cái công nghị ở Ayutthaya đã được hình thành. Thì sau đó là hai vị chia nhau công tác, là Đức Cha Palu khỏe hơn thì nhận cái nhiệm vụ trở về Roma để báo cáo trực tiếp với Tòa Thánh. Cái điều này là phải trực tiếp thôi, không có qua trung gian thứ tư. Và Đức Cha Lambert ở lại và được ủy quyền như là làm giám quản tông tòa đó. Chúng ta có thể hình dung là hôm trước là Đức Tổng Năng là Tổng giám mục Sài Gòn ở miền Nam, nhưng mà lại là giám quản tông tòa phát diệm miền Bắc. Thì Đức Cha Lambert cũng vậy, là ngài là giám mục ở đàng trong, nhưng mà Đức Cha Palu về Roma để báo cáo với Tòa Thánh, và ngài đã được uy quyền như là giám mục tông tòa ở đàng ngoài. Và vì thế ngài đã đến đàng ngoài trước rồi mới đến đàng sau. 1669 đến đàng ngoài, rồi 1671 ngài mới đến đàng trong. Cái năm 2021 đó là Đức Cha Giuse Võ Đức Minh đó, 50 năm linh mục của ngài, đã kỷ niệm đúng 350 năm Đức Cha Lambert 1671 đến ở Lâm Tuyền Chợ Mới Nha Trang. Đức ông đã biết rất rõ này, thì đến đó rồi về sau đó là với lên an chỉ. Rồi ngài đến đằng trong lần thứ hai 1675, đến vắn gọn có 3 lần thôi, nhưng mà ngài đã thiết lập một giáo hội Việt Nam vững chắc cho tới ngày hôm nay. Và như vừa rồi tôi nói là khi đến đây, một cái hết sức hiện đại mà chúng ta đang sống trong cái thời thượng hội đồng hiệp hành đó, là ngài đến không có độc tài một mình phán cái này, nhưng mà đến Ayutthaya ngài cùng với Đức Cha Palu mở cái công nghị thượng hội đồng ở Ayutthaya. Rồi ngài đến đàng ngoài có mấy tháng thôi cũng mở cái công nghị tại Phố Hiến, tập trung một số thầy giảng linh mục và một vài tín hữu để có thể góp ý cho ngài để xây dựng giáo hội. Rồi ngài vào ở trong đằng trong thì ngài là công nghị của an. Thưa, nếu mà nói về thì cái tính hiện đại, có lẽ đây là một điểm đổi nhật bật nhất trong bối cảnh hiệp hành ngày hôm nay. Thoáng để cho thấy như vậy hả? Không có thời giờ để nói chi tiết thêm. Thì ngoài ra sau đó là ngài xây dựng chủng viện và đào tạo linh mục. Ngài đã xây chủng viện Ayutthaya 1665. 1664 này cái công nghị Ayutthaya kết thúc thì Đức Cha François Palu trở về Roma để báo cáo.
thì lập tức năm sau Ngài đã xây dựng chủ viện, và rồi Ngài phong chức linh mục tại Ayutthaya, những cha đầu tiên. Và cái ông cha đầu tiên được là các thầy giảng dòng tên chuẩn bị Việt Nam, và đưa qua Ngài chuẩn bị 1-2 năm và Ngài phong chức. Thì 1668 thì cái cha Du Xe Trang là ở An Chỉ, Quy Nhơn đó, là linh mục đầu tiên. Và sau này thì cái em ruột, em gái của cha Du Xe Trang là bà vị trên đầu tiên của Minh Giá Đăng Trọng. Rồi Đức cha Lâm Bè đã để lại toàn bộ tài sản của mình để xây dựng chủ viện. Rồi Ngài lập lên là Minh Đăng Giá, Ngài lập lên Minh Giá Đằng Ngoài trước 1670, rồi Minh Giá Đằng Trong 1671, và Minh Đăng Giá ở Thái Lan 1672. Và như vậy thì cho thấy cái từ thế kỷ thứ 17, thưa chắc là mọi người đây Việt Nam chúng ta biết là Việt Nam cái văn hóa Á Châu đó là trọng nam khinh nữ, mà lúc đó Đức cha Lâm Bè đã hết sức đề cao vai trò, trân trọng vai trò của nữ tu đó. Và đây là một cái điểm mới lắm trong cái bối cảnh lúc đó. Lát nữa chúng ta thấy thêm. Thì giờ thoáng qua Đức cha Pali 16 năm, thì cái hành trình Á Âu là thứ nhất 6 năm, 1665 đến 1673, thì Ngài trở về Âu Châu để trình tòa thánh kế hoạch của công đồng công nghị Ayutthaya. Rồi tòa thánh chấp nhận tất cả trừ hội tông đồ. Hội tông đồ sao? Là Đức cha Lâm Bè với Đức cha Pali, nhưng mà có lẽ là chủ trương Đức cha Lâm Bè là tất cả vào một cái hội Mến Đăng Giá, giám mục, linh mục, giáo dân Mến Giá hết. Thì cái nhưng mà tòa thánh bảo như vậy thành chồng hết rồi, không còn triều, không được, gạt cái này, và chỉ cho cái chấp nhận đó là lập trung viện và cái bản Monita. Rồi Ngài về, Đức cha Pali giỏi lắm, viết rất nhiều sách. Ngài tìm nguồn nhân sự và nguồn tài trợ. Rồi Ngài tiếp tục đệ trình cái kết quả đi đàng ngoài của Đức cha Lâm Bè. Ngài Đức cha Lâm Bè đến đó mở cái công nghị phổ hiến, rồi lập Mến Đăng Giá đàng ngoài, phong chức các linh mục đầu tiên. 7 linh mục Việt Nam được phong chức ở trên cái thuyền ở trên sông Hồng, và gọi cái thuyền đó là cái nhà thờ chính tòa đầu tiên của giáo hội Việt Nam. Lúc đó bị bắt đạo á, thì trung viện ở trên sông, và cũng thí dụ mà có quan quân đến thì từ trong bờ mà bơi ra thì các thầy đã nhảy xuống sông rồi bắt đầu kéo lưới này. Hình ảnh của giáo hội Việt Nam lênh đênh như con thuyền lúc đó. Rồi sau đó Ngài lại trở lại châu Á. Rồi khi mà Ngài lại trở lại châu Á thì 7 năm thì Ngài lên đường đi đằng ngoài không thành, bị đánh bão vào Phi Luật Tân, và Ngài bị quân Tây Ban Nha bắt, tại vì Ngài không có giấy đi truyền giáo của vua Tây Ban Nha, bị điệu về Madrid, thủ đô của Tây Ban Nha. Và sau đó Ngài trắng án, rồi Ngài tiếp tục rời Madrid đi Pháp, rồi đi Roma, để tiếp tục cái hành trình nối kết giữa Việt Nam và tòa thánh. Rồi tại 3 năm tại Roma, Ngài làm việc đắc lực và thỉnh nguyện được 22 sắc lệnh của tòa thánh, đặc biệt cái tông thư cum sicut, đó là công nhận các dòng nữ Mến Thánh Giá. Công của Đức cha Pali là cái nhiệm vụ gạch nối giữa giáo hội Việt Nam. Nhưng mà nếu mà nhìn lại là toàn bộ xây dựng giáo hội Việt Nam là Đức cha Lâm Bè. Đức cha Pali chưa bao giờ đến được Việt Nam. Ngài giữ một cầu nối, tuy như vậy nhưng mà rất quan trọng để nối Việt Nam với tòa thánh. Rồi sau đó là Ngài Đức cha Pali thấy rằng mình bị bắt rồi, mình khó trở lại, thì Ngài xin từ chức ở đàng ngoài và xin tòa thánh bổ nhiệm giám mục đại diện tông tòa đàng ngoài. Và Ngài từ chức và Ngài được làm bổ nhiệm làm giám mục Phúc Kiến ở bên Trung Quốc đó. Ngài trở từ Âu Châu trở về Thái Lan và đi Phúc Kiến. Và Ngài đã đến cho được Ngài được từ chức đại diện tông tòa đàng ngoài, bổ nhiệm làm đại diện tông tòa Phúc Kiến.
và tháng 11 1679 tòa thánh bổ nhiệm cha DDT là đại diện tông tòa ở đàng ngoài, lúc đó là cha tổng đại diện ở đàng ngoài. Thì ngày 1684 tháng giêng đức cha Paris đến Phúc Kiến, và 10 tháng sau, 9 tháng sau thì ngài chết tại Phúc Kiến, hưởng thọ lúc đó hưởng dương 58 tuổi, đức cha Nam Bè thì có 55 tuổi. Tóm lại thì đây là cái hai vị giám mục đã hài hòa với nhau cùng nhau xây dựng cái lòng nhiệt thành tông đồ chữa sai hướng về cái công cuộc truyền giáo mục biến động. Và khi được ủy thác sứ vụ mục tử, hai giám đức cha đã cộng tác với nhau để xây dựng thân thể Chúa Giêsu là Giáo hội Việt Nam, và được hướng đó là thập giá Chúa Kitô thôi. Cái này là nền cực kỳ là chính thống, đây là của Thánh Phaolô. Thánh Phaolô lập một giáo đoàn và ngài nói tôi chỉ rao giảng Chúa Giêsu chịu đóng đinh, là cái sự điên rồ đối với người Hy Lạp, sự dãi dột đối với người Do Thái, nhưng mà tôi chỉ rao giảng Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Rồi thứ hai là hai vị đã nối kết luôn luôn hiệp thông với tòa thánh, và thứ ba nối kết các thành phần dân Chúa, phong chức linh mục, lập chung viện, rồi các nữ tu mến giá, và có hiệp hội tín hữu mến giá, chúng ta gọi là mến giá tại thế đó. Và hai đức cha đã sống và chết cho sứ mạng đã được trao phó là xây dựng Giáo hội Việt Nam. Đây là cái con đường đến thánh, là nên thánh là thực thi bổn phận của mình thôi. Như các anh chị giờ đây ở trong bổn phận gia đình là nên thánh trong bổn phận làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ. Thánh nữ Teresa, cha mẹ của Thánh nữ Teresa Hai Đồng đó, là đâu có phải tài giỏi, đâu có sách vở gì, nhưng mà đã nên thánh trở thành nuôi được những người con, và những người con đó làm thánh. Đặc biệt Thánh nữ Teresa Hải Đồng, và trong cái hình ảnh của gợi ý của cha mẹ của Teresa Hải Đồng, cũng như là nói về đức cha Lambe, bây giờ chứng minh của ngài 350 năm rất khó, nhưng mà nhìn lại đó là người ta xem quả biết cây, cũng như con cái của ông Louis Martin và bà Gerard đó, là cha mẹ Teresa Hải Đồng nhìn những đứa con, mấy đứa con cái thôi, nhưng mà đã được tôn phong đền thánh bổn phận của các người giáo dân. Thì nói về, bây giờ nói cho, trước hết nói một chút xíu, lát nữa tôi sẽ có một cái tổng kết trong. Thì đời sống thánh thiện, giờ là khi phong thánh cho đức cha làm mẹ thì chắc chắn tòa thánh hỏi, không phải ông làm gì, nhưng mà cái gương thánh thiện để lại cho Giáo hội Việt Nam là gì? Là đó là sống chết cho sứ mạng bổn phận Chúa trao phó, là xây dựng Giáo hội Việt Nam trong sự hiệp thông với tòa thánh và dựa trên linh đạo Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Ngài đã lập lên hàng giáo sĩ, lập chủng viện, lập dòng mến thánh giá và hiệp hội mến giá tại thế, rồi lập lên hàng giáo sĩ. Chúng ta thấy là đào tạo hàng giáo sĩ, như tôi nói, vô cùng quan trọng. Như Nhật Bản bây giờ chỉ có không phải mấy phần trăm người Công giáo, khi mà không có hàng giáo sĩ Nhật Bản, khi mà các tựa sai bị trục xuất là Nhật Bản, Indo là sụp xuống. Và rút kinh nghiệm này thì hai vị giám mục đã làm tất cả để xây dựng nền Giáo hội Việt Nam mà dựa trên nền tảng là chủng viện, và trong đó có chủ viện Lâm Bích của chúng ta. Ngài đến, đức cha Lambe phong chức cho các chủng sinh đầu tiên, như rồi có thầy Du Xe Trang, người Việt đầu tiên 1668, rồi truyền chức cho hai thầy đàng ngoài là Benito Hiền và Doan Huệ. Rồi đầu năm 69, ngài qua đàng trong Khốc Thành, truyền chức cho thầy Luca Bền và đàng trong ở Ayutthaya. Ngài đã thiết lập lên hàng giáo sĩ địa phương, và cái hình ảnh bây giờ đã phong chức cho 7 thầy đầu tiên cho ở trên sông Hồng. Và trong chuyến kiến đi đàng ngoài, ngài phong chức 7 thầy: Martino Mật,
Nhiều Trụ, Giacô Bế Chiêu, Simon Kiên, An Tuấn Quế, Philip Phê Nhân, Vi Tổ Trị. Rồi tại Quảng Ngãi, Kinh Lý lần thứ hai, Ngài phong chức cho Lưu Y Đoàn, tác giả của Sấm Truyền Ca, Lữ Y Đoàn đó. Ở cha Võ Tắc Khánh ở Quy Nhơn đang giới thiệu, và Đức Cha Lâm Bè đã khai sinh lên hàng giáo sĩ Việt Nam. Rồi Ngài đã xây dựng chủng viện tại Ayutthaya, chủng viện đầu tiên, tại vì không có chủng viện là. Và thưa Đức Ông cũng như tất cả mọi người, khi mà con được nhận nhiệm vụ này thì lúng túng lắm. Thì tới cái năm 2021 đó là họp hội nghị tại Nha Trang, thì Đức Hồng Y Nhơn và Đức Cha Du Xe Võ Đức Minh nói: Đức Cha Hùng, hoa trái của Đức Cha Lambe không phải chỉ có mấy bà Phước, mấy Thánh Giá đâu, mà toàn thể giáo hội Việt Nam 27 giáo phận với và anh em linh giám mục của mình là hoa trái đó, Đức Cha phải để ý. Thì lúc đầu chỉ có nghĩ tới đó rồi. Thì sau đó con năm 2021 thì có tháng 4 họp hội đồng giám mục được thôi. Tháng 10 Covid thì họp online, chỉ có Nha Trang. Và sau đó thì con cũng họp online và gặp chủng viện, cũng nói nhưng mà thấy mơ màng, tại không thấy có dính dáng gì Đức Cha Lâm Bè. Thì hỏi với ca sơ bảo: ca sơ này, tôi nghe nói về chủng viện nhưng mà có bằng cứng gì, tôi thấy chẳng dính dáng gì. Mấy sơ với cự thôi bảo: Đức Cha không biết, lung tung, tại vì tôi là chủ tịch ủy ban giáo sĩ chủng sinh các chủng viện mà. Mình tôi bảo là bằng cứ đâu, có bằng cứ đâu, có không? Có. Và ca sơ mới đưa cái di chúc của Đức Cha Lâm Bè ra. Đây là tôi xin đọc cái di chúc của Đức Cha Lâm Bè. Ở đây có cái mừng lời giới thiệu bản di chúc này Đức Cha Lâm Bè viết tại thủ đô Siêm La đó. Siêm La là Thái Lan, ngày 22 tháng 7 1675. Liên quan đến các cái tài khoản vật chất, đáng chú ý là Ngài sử dụng tài sản của mình lập chủng viện địa phận tông tòa đằng trong, và về phương diện tinh thần, Ngài tuyệt đối trung thành với đức tin của giáo hội điều 1, và bày tỏ thiện chí hòa giải với các cha dòng tên điều 2. Đây là bản văn. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, tôi ký tên dưới đây giám mục hiệu tòa Berit, đại diện tông tòa đằng trong và nhiều nơi khác, ý thức rằng giờ chết thật bất ngờ biết dường nào. Và nếu người ta chờ đợi để sắp đặt cho ổn thỏa công việc của mình trong cơn bệnh nguy tử thì người ta có nguy cơ không thực hiện được. Chính vì nghĩ như vậy mà trong lúc thể xác và tinh thần còn hoàn toàn mạnh khỏe, qua bản di chúc này và là ý muốn sau cùng của tôi tuyên bố những điều sau đây. Thứ nhất, tôi ao ước sống và chết trong đức tin của giáo hội công giáo rất thánh thiện, tông truyền và Roma, trong sự tùng phục trọn vẹn với Đức Thánh Cha. Thứ hai, tôi để lại cho nhà thờ các cha dòng tên đáng kính ở Macao tượng thánh giá mà bảo đệ của tôi đã trú lại cho tôi mấy ngày trước khi qua đời để chứng tỏ tình bạn đối với quý cha. Bảo đệ là em ruột của Đức Cha Lâm Bè, là cha Nicola Lâm Bè, cũng là linh mục, rồi chết trước và để lại cái cây thánh giá Ngài đã trao lại cho dòng tên. Rồi thứ ba, tôi ước mong rằng tại Pháp, ngay khi tôi được tin tôi qua đời, người ta hãy tổ chức nghi thức cầu hồn và dâng thánh lễ suốt một năm trong giáo xứ Vosges, nơi mà tôi là lãnh chúa và là chủ nhân danh dự trong giáo phận Lisieux, để xin cho tôi cũng như thân quyến và bằng hữu của tôi được an nghỉ. Ngài là dòng quý tộc mà, lãnh chúa nên có tài sản đất đai lâu đài. Rồi thứ bốn, tôi để lại cho chủng viện đã được thành lập với mục đích đưa các dân ngoại trở về với Chúa tại hải ngoại ô Saint-Germain, thành phố Paris. Tất cả tài sản của tôi lúc tôi từ trần, thuộc bất kỳ loại nào, từ tiền thuê nông trại, của cải thừa kế, các lợi tức thường niên và bổng lộc cho chức vụ, các tài khoản thu nhập, các công trái, nói chung tất cả những gì phải được kể là bất động sản, để lập lên một ngân quỹ các mục vừa nêu, dùng vào việc thành lập và duy trì chủng viện của địa phận tông tòa đằng trong và chăm sóc các dự tòng, các tín hữu và các giáo sĩ được nuôi dưỡng tại đó.
Với mục đích này, tất cả ngân quỹ trên sẽ được sử dụng ngay sau khi thu hồi tiền bạc tại kinh đô Simla để hoàn trả các món nợ. Rồi thứ năm, những người thừa kế của tôi hay bất kỳ người nào không thể bó buộc ông Veveri Fermanen, giáo sĩ, hoặc những ai được tôi ủy quyền để xử lý và thu nhận những lợi tức của tôi phải phúc trình về việc quản lý tài sản của tôi, cũng như việc họ tha nợ cho ai, nhưng họ chỉ phải trình bày tình trạng tổng quát về các khoản thu chi của tôi cho quý bề trên và giám đốc chủng viện thừa sai hải ngoại Paris mà thôi. Sau khi kết toán những gì còn lại trong tay, họ sẽ được nhập với những gì còn lại cho tôi trong khoản phải trả mà tôi chưa nhận được lúc tôi qua đời. Tất cả những khoản ấy sẽ được sử dụng chung với nhau và việc thành lập chủng viện cho địa phận tông tòa đang trong. Rồi, thứ sáu, với tất cả lòng khiêm nhường, tôi xin quý bề trên và quý giám đốc chủng viện Paris hãy vì tình bác ái mà vui lòng thực hiện di chúc này của tôi do chính tay tôi đã viết và ký tên tại kinh đô Simla trong giáo xứ Thánh Giuse ngày 22 tháng 7 1675, năm thứ 52 của tuổi đời tôi. Ngoài ra, tôi cho anh Vincent Pinheroa, thống dịch viên của tôi ở Simla, 2 quan Kati, đồng tiền cũ của Thái Lan, tương đương với 300 livre tiền Pháp, vì anh đã tận tình phục vụ tôi và tôi hy vọng anh sẽ phục vụ miền truyền giáo của chúng ta. Ký tên Pierre, giám mục hiệu tòa, đại diện tông tòa đang trọng. Thưa Đức ông và tất cả mọi người, khi các sơ giao cho tôi cái di chúc này, các sơ buồn lắm, bảo thưa Đức cha Lambert để lại tiền cho con trai hết, không cho con gái đồng nào, cực kỳ buồn. Và không những không cho con gái đồng nào mà cũng không nói một tiếng nào nữa, buồn lắm. Và các sơ giữ cái di chúc này, tôi là chủ tịch ủy ban giáo sĩ chủng sinh chủng viện nhiều năm, không biết. Các sơ giữ di chúc mà đâu có đưa đâu, tại vì chúng con mỗi lần cầm di chúc này buồn, bực bội, khó chịu, có tiền để lại trai hết, không cho con gái đồng nào. Nhưng mà thừa cái chính về đấy, khi mà tôi nhận được cái di chúc này vào tháng đầu tháng 3 2022 đó, thì tháng 4 họp hội đồng giám mục, tôi mới trình các cho các giám mục, thì lúc đó các giám mục mới nhận đây là con trai, là bắt đầu mới vào cuộc, chứ trước đây là Đức cha Lambert là của con gái thôi. Và cho tới nay vẫn là dòng nữ bên đây, lên con trai là tôi, các giám mục bán phép lành, tốt, nhưng mà chuyện này của các bà lo phòng thánh Đức cha Lambert, nhưng mà bây giờ là bắt đầu bị khám phá là tiền giao cho con trai thì giờ con trai nhận đó là cho tới ngày hôm nay thì nhận. Chắc là về công nghị Ayutthaya thì tại công nghị này nó thoáng qua một chút, ba cái công việc là soạn thảo huấn thi các thừa sai, đây là tài liệu hết sức nổi tiếng về đào tạo các linh mục đó. Rồi thứ hai, xây dựng chủng viện cho vùng Viễn Đông. Và thứ ba, lập hội thừa tông đồ đó. Tòa Thánh đã phủ nhận cái điều này. Rồi lập mến dòng nữ mến thánh giá 1668 tại bên Thái Lan đó. Ngài đã muốn lập hộp hội mến thánh giá rồi, tín hữu mến thánh giá. Nhưng mà khi tới đằng trong đó, đằng ngoài đầu tiên, thì thấy có một số các trinh nữ do các cha thừa dòng tên đã chuẩn bị, thì ngài thấy tốt quá, tại vì nếu mà như vậy các sơ thì sẽ ổn hơn người giáo dân rất nhiều. Người giáo dân là mạnh nhưng mà bị tản mát, nên ngài đã lập lên dòng mến thánh giá đằng ngoài 1670, rồi đằng trong 1671, 1672 ngài trở về lập dòng nữ ở Chantaburi, Thái Lan, và rồi hiệp hội nam nữ tín hữu mến thánh giá đó để thôi thúc các tín hữu yêu mến thánh giá. Và thưa, ngay cả năm 2021 đó, tôi ra Nha Trang thì chi tổng mến thánh giá Nha Trang bảo thưa Đức cha cho chúng con một ân huệ. Tôi bảo ân huệ gì? Bảo xin cho con đập mến thánh giá tại thế Nha Trang tại Phan Thiết. Tôi nghe lùng bùng lỗ tai, tại sao mến thánh giá Nha Trang mà lại lập tại Phan Thiết? Tại Phan Thiết đã có mến giá tại thế Phan Thiết rồi,
bây giờ lập bến giá Nha Trang tại Phan Thiết. Tôi nghe tôi sợ lắm, tại tôi mới về Phan Thiết mà được 1-2 năm, thì tôi bảo là chị ơi cho tôi hỏi thăm, tôi mới về Phan Thiết chưa biết như nào, để tôi hỏi các giám mục sau. Tôi vào họp rồi, nhất là ra hành lang nói chuyện Đức Hình Minh Nhơn và nhất là Đức Cha Bản. Đức Cha Bản nói rồi, bác Hùng cho ngay, tốt lắm, tốt lắm. Bến giá họ không vì sao tôi mới biết là ở đâu có dòng nữ bến giá, thì cái cộng đoàn nữ bến giá đó lập lên bến giá tại thế và chăm sóc bến giá tại thế. Và sau đó Phan Thiết thì tôi nghe đó, chứ tôi bảo là tự nhiên là bến giá Nha Trang mà đụng bến giá tại thế Phan Thiết rồi đụng nhau rồi sao, rắc rối. Thì giờ là đó một cái mờ mặt. Rồi thoáng qua cái này ha. Bây giờ để cái chứng minh mà để phong thánh là thứ nhất phải có cái chứng từ trên văn bản. Rồi cái thứ hai là những chứng từ lịch sử sống động. Và thứ ba, phúc lành của Thiên Chúa là phép lạ đó. Thì cái chứng từ trên văn bản thì các nhóm chuyên viên thôi. Tôi đến Nha Trang thì Đức Cha Minh nói là Ngài còn giữ được một cái thư của Đức Cha Lambe bằng tiếng Latin khi Đức Cha Lambe đến Lâm Tuyền, cái chợ mới Nha Trang đó, vào 1671. Đó là nếu mà mình muốn chứng minh thì mình phải chứng minh những cái thủ bút của Đức Cha Lambe, rồi những bài viết của các cha đương thời lúc đó hoặc các sử gia uy tín. Nhưng mà cái hoa trái bây giờ cái đó là trên chứng từ, trên lịch sử, trên văn bản. Còn trên lịch sử thì hoa trái thánh thiện, thì như vừa rồi tôi nói là từ 2021 tại Nha Trang đó, thì là hoa trái của Đức Cha Lambe không phải chỉ là mấy bà Phước, mấy thánh giá, mà toàn thể giáo hội Việt Nam. Ở trong đó 27 giáo phận, và trong đó có hơn 130.000 tử đạo gắn bó với thập giá Chúa Giêsu. Chắc là Đức ông nhiều kinh nghiệm, hỏi các vị này ở bên Âu Châu đó, bỏ đạo không ai nói bước qua thánh giá hết, nhưng mà bên Á Châu là bỏ đạo, là bước qua thánh giá. Chúng ta mới thấy cái ảnh hưởng của Đức Cha Lambe yêu mến thánh giá như thế nào. Nó trở thành biểu tượng luôn. Và ý bỏ đạo không? Bước qua thánh giá là sống. Giả vờ cũng được sống. Nhưng mà chúng ta thấy là các thánh tử đạo tuyệt nhiên không bước qua thánh giá. Rồi 27 giáo phận, và hiện nay có 11 đại chủng viện. Rồi 30 hội dòng bên thánh giá, 24 hội dòng tại Việt Nam, và 6 hội dòng tại ngoại quốc. Và cái hơn 130.000 từ đạo á, thì cho tới nay chúng ta mới có 117 thánh và 1 á thánh, 118 Anribudien, và có hơn 10.000 hồ sơ từ đạo còn đang ở Roma. Nguyên tại Bắc Ninh có 100 hồ sơ đầy đủ về các vị đồng mục, các ông trùm có sẵn rồi. Và như tại đất đỏ gần Bà Rịa đây này, cả cái nhà mồ chôn cả mấy trăm người đó có tên tuổi. Lúc đó bắt đạo mà đang lễ ngày Chủ nhật đó, là quan quân vây cái nhà thờ châm lửa đốt luôn, chết hết ở trong đó. Thì rất là nhiều. Và bây giờ đây là hoa trái của Đức Cha Lambe dựa trên thánh giá Chúa Giêsu. Rồi các đại chủng viện, hôm nay hơn 4.000 linh mục, 11 đại chủng viện. Hôm rồi tôi mới gặp anh Khanh, rồi gặp anh Cao Huy Hoàng, vì biết mới biết về, trước đây tôi nghe nói về chủng viện Lâm Bích mà không để ý. Hôm nay vì trên đấy là tôi nghe gặp anh Khanh, rồi gặp anh Cao Huy Hoàng, thì tôi thấy rất là vui khi thấy cái một trong những cái hình ảnh nguyên cái tên Lâm Bích, Lâm Bè, và nói đến cái đường truyền giáo đó. Và chính cái chủng viện Lâm Bích và các anh chị sẽ trở thành một trong những cái chứng nhân, chứng từ trong cái tiến trình phong thánh cho Đức Cha Lambe. Ở năm 2022 thì có 2.800 chủng sinh, nhưng năm nay thì còn có 2.600, bớt 200. Nhưng mà bên Pháp còn te tua nữa, cả giáo hội Pháp có 200-300 chủng sinh.
giáo phận ra thì 10 năm nay không có chúng sinh nào. Rồi 30 hội dòng bên giá thì ở 11 đại chúng viện, thì ở ngoài Bắc có 5, Hà Nội, Thái Bình, Bù Chu, Thanh Hóa, Vịnh. Ở miền Trung thì có Huế, Nha Trang. Ở miền Nam thì có Đà Lạt, Xuân Lộc, Sài Gòn, Cần Thơ. Chúng ta biết là sau 75 là tất cả các chủng viện đóng cửa, và cho tới 11 năm sau 1986 thì có 6 đại chủng viện ở miền Bắc, Hà Nội và Vinh Thành. Rồi miền Trung là Huế và Nha Trang, và miền Nam là có Sài Gòn và Cần Thơ thôi. Rồi sau đó ở miền Nam thì Sài Gòn đẻ ra Xuân Lộc, Xuân Lộc đẻ thêm ra Hà Nội. Còn ở ngoài Hà Nội thì có đẻ ra Thái Bình, Bù Chu. Rồi ở Vinh thì tách Vinh ra Thanh Hóa. Thì giờ ngoài miền Bắc được 5 đại chủng viện ở Trung 2 và Đà Lạt. Đấy là cái chính thức đó. Còn bây giờ đang có rất nhiều chủng viện vẫn còn đang âm thầm để sống, như chủng viện Lâm Bích thì Nha Trang trở thành tiền chủng viện. Như là Phan Thiết thì có chủng viện Nicola thì là cũng là tiền chủng viện. Và hội dòng Bến Thánh Giá thì hiện nay có 30 hội dòng Bến Thánh Giá. Chúng ta thấy có 3 cái màu đỏ đó: Kiên Lao, An Chỉ là Quy Nhơn và Thái Lan. Thì cái nhánh này sẽ trổ sinh 3 cái chính Đức Cha Lãng Bé trực tiếp. Và ở Thái Lan thì sau đó đẻ ra có 3 ở Chanthaburi, Ubon và Tare, rồi đẻ ra ở Lào và Campuchia. Còn riêng ở cái nhánh Kiên Lao, Bùi Chu, Phát Diệm, Bến Giá, Gò Vấp và đẻ ra Bến Giá, Los Angeles. Và đặc biệt lắm là lát nữa sẽ nói thêm về cái điều này. Khoảng hơn 10.000 nữ tu và 1.000 tâm sinh. Và đây là một trong những cái dòng lớn nhất thế giới hiện nay. Các nữ tu đông mà 100 một năm mà 24 dòng hay 30 dòng mà phải có hơn 200 cân trọ. Thì tôi đang nói với các sơ, mỗi một năm một cái lời khấn trọn đã là một hành vi thánh thiện, tại vì thánh thiện thật, tại vì dâng cả cuộc đời của mình cho Thiên Chúa và Giáo hội. Và đặc biệt lắm là không có một dòng nào lạ lùng, mà địa phận nào cũng hầu hết có một dòng Bến Thánh Giá. Rồi các giáo xứ có rất nhiều giáo xứ, như ở Phan Thiết có 80 cộng đoàn Bến Giá thì 60 giáo xứ là có các cộng đoàn Bến Giá. Và các sơ Bến Thánh Giá thì giống như cho khó lắm, lo phòng thánh, lo lễ sinh, lo giáo lý, nhiều khi nấu cơm đồ xưa, nấu cơm cho các cha xứ nữa. Thì đây là cái chương trình. Còn một ít thì giờ bây giờ đi vào cái về phong thánh. Thì cái dịp lễ dỗ vừa rồi 15 tháng 6 2023 thì tôi tổng kết lại, và ở trên web Hội đồng Giám mục Việt Nam thì mọi người có thể vào xem tiến trình phong thánh, có một cái video tôi nói đây trực tiếp. Thì nói về tiến trình phong thánh thì ngày 9 tháng 3 2018 tại Roma đó, họp hội nghị ad limina các giám mục qua bên đó thì họp. Và mọi người nhớ là mùng 7 tháng 3 là Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đồng qua đời, Tổng mục Sài Gòn. Và rồi sau đó mùng 9 tháng 3 là họp hội nghị các đại chúng các giám mục tại Roma. Thì trong đó Hội đồng Giám mục quyết định mở hồ sơ phong thánh cho Đức Cha Pali và Đức Cha Lambe, hai vị giám mục tiên khởi, và giao cho Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, lúc đó ngài là giám mục Hải Phòng, lo cho hồ sơ Đức Cha Lambe. Và lúc đó tôi là giám quản tông tòa của Sài Gòn lên lo cho Đức hồ sơ Đức Cha Lambe, còn Đức Cha Pali thì giao cho Đức Tổng Thiên. Thì bây giờ là tôi khép góc lại Đức Cha Lambe thôi. Theo giáo luật thì Đức Cha Lambe qua đời tại Ayutthaya thuộc Tổng Giám phận Bangkok. Thì Đức Tổng Giám mục Bangkok là gọi là giám mục có thẩm quyền, gọi là effect competent hay competent bishop,
thẩm quyền mở án phong thánh, và Đức Hồng Y Bangkok đã ủy quyền này cho Đức Cha Hùng để thực hiện. Rồi cái ngày mới nhất này, ngày 12 tháng Giêng 2023, thì Bộ Phong Thánh chấp nhận cho Đức Cha Hùng với sự ủy quyền của Đức Hồng Y Kiên Sắc Tổng Giám Mục Bangkok thực hiện điều tra cấp giáo phận. Và đây là cái bản chính thức bằng tiếng Latin. Tôi xin đọc cái bản dịch Phan Thiết Tuyên Phước và Tuyên Thánh của tôi tớ Thiên Chúa Pierre Lambert de Lamotte, Hội Thừa Sai Hải Ngoại Paris, Giám Mục Hiệu Tòa Beritena, đại diện Tông Tòa Đảng Trọng. Đức Cha rất đáng kính Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám Mục Giáo Phận Phan Thiết, thỉnh cầu với Bộ Phong Thánh để cuộc điều tra cấp giáo phận về đời sống và các nhân đức, cũng như về danh tiếng thánh thiện và về các dấu lạ của tôi tớ Thiên Chúa Pierre Lambert de Lamotte thuộc Hội Thừa Sai Hải Ngoại Paris, Giám Mục Hiệu Tòa Beritena, đại diện Tông Tòa Đảng Trọng, có thể được tiến hành nơi giáo phận của Đức Cha, mặc dù vị tôi tớ Chúa này qua đời trong lãnh thổ của Tổng Giám Phận Bangkok. Bộ Phong Thánh chú ý đến các trường hợp đặc biệt được nêu trong đơn thỉnh cầu, cũng như sự đồng ý của Đức Hồng Y Francis Xavier Kiên Sắc, Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Bangkok, chấp thuận đối với các đặc ân theo như lời thỉnh cầu, trong khi lưu ý tuân giữ mọi điều đòi hỏi khác theo như luật định, dù có bất cứ điều gì trái ngược không đều không ngăn trở. Làm tại Roma từ văn phòng Bộ Phong Thánh ngày 12 tháng Giêng 2023 đầu năm vừa rồi, Hồng Y Bộ trưởng Marcelo Semeraro và Tổng Giám Mục Thư ký Fabius Fabene. Và về riêng về các tiến trình Phong Thánh thì có 4 bậc. Bậc thứ nhất như chúng ta thấy là gọi là tôi tớ Chúa, Servant of God hay Servitor de Dieu đó. Như bây giờ Đức Cha Lambert đã được cấp thứ nhất gọi là tôi tớ của Thiên Chúa, Servitor de Dieu, Servant of God. Rồi cái bậc thứ hai là đấng đáng kính, Venerable, thì Đức Hồng Y Thuận đã được phong tới bậc hai là đấng đáng kính Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Rồi cái bậc thứ ba là chân phước, thì chúng ta có chân phước André Phú Yên. Và thứ tư là chúng ta có thánh, là bậc cuối cùng, như thánh Philippe Phan Văn Minh, thánh André Dũng Lạc. Rồi bây giờ là khi được với cái văn thư phong thánh này, Bộ Phong Thánh chấp thuận, thì Đức Cha Hùng có thể khởi sự án phong thánh. Thì bây giờ cái công việc đó gồm hai giai đoạn. Giai đoạn khởi đầu là trước khi khởi sự án cấp giáo phận thì cáo thỉnh viên postulator, thì hiện nay cha Bùi Thiện Thảo dòng Đa Bình là tiến sĩ về lịch sử giáo hội ở Đại học Công giáo Paris, cũng còn khoảng chừng 60 thì ngài là cáo thỉnh viên, thì ngài sẽ đệ trình một cái đơn thỉnh cầu Libellus đến giám mục thẩm quyền là tôi xin mở án phong thánh. Và giám mục thẩm quyền phải điều tra, thẩm tra xem sự nổi tiếng thánh thiện của ứng viên có thật không, có các tín hữu có viếng thăm phần mộ, có cầu xin, có phép lạ không. Cái này là quan trọng. Rồi sau đó với đơn thỉnh cầu này, giám mục thẩm quyền sẽ xin tòa thánh một cái văn thư Nikinopsat. Nikinopsat là không có cản trở gì. Và lúc đó khi nhận được cái Nikinopsat thì lúc đó giám mục thẩm quyền sẽ công bố mở án phong thánh cấp giáo phận. Thì hiện nay chúng tôi đang làm, mới được nhận được cái văn thư tòa thánh thì làm cái Nikinopsat. Và tháng 9 này tôi đi Roma họp, tôi sẽ mang cái hồ sơ xin tòa thánh cấp cho cái Nikinopsat để rồi sau đó về giáo phận và sẽ về Việt Nam sẽ mở án cấp giáo phận. Thì trong cái giai đoạn này thì có ban lịch sử sẽ 5 người, ban thần học 5 người để điều tra cấp giáo phận rồi gửi về Roma. Và ở trong đó chúng ta sẽ biết là cần có gì. Bây giờ thưa quý vị, nói về nổi tiếng rất quan trọng. Đây là phải một vị thánh có nổi tiếng không? Nổi tiếng có nghĩa là phải nhiều người biết, bảo nổi tiếng mà ai biết là đâu phải nổi tiếng đúng không? Đức Cha Lambert thì giờ là nổi tiếng, bây giờ có ai biết ngài là ai không?
và Đức Cha Lambert thì cho tới nay mọi người đều nghĩ là đấng sáng lập dòng nữ Mê Tăng Giả rồi. Mọi người đều trả lời như vậy thì đúng, nhưng mà quên, Đức Cha Lambert là đấng sáng lập hàng giáo sĩ Việt Nam. Ngài là giám đốc chủ biện đầu tiên tại Đông Nam Á, và cái này là quên. Tôi là mắc cỡ nhiều nhất, mình là chủ tịch ủy ban các chủ viện mà không có nói tới. Và như lúc nãy tôi nói là trong hội nghị thường niên tháng 4 2021 tại Nha Trang thì các giám mục xác định hoa trái của Đức Cha Lambert để lại không phải chỉ là các nữ tu Mê Tăng Giả mà toàn thể giáo hội Việt Nam hôm nay với 27 giáo phận. Và như vậy đầu tiên khi mà lúc nãy nói khi bổ nhiệm hai giám mục tiên khởi tòa thánh nhấn mạnh điều quan trọng của hai ngài là phải lập lên hàng giáo sĩ bản địa Việt Nam, người Việt. Và khi có chủng viện là có giám mục bản xứ và có linh mục của giám mục. Và khi bị bắt, các từ sai bị trục xuất thì các linh mục bản xứ, giám mục bản xứ sẽ chăm lo cho giáo dân. Và 1664 như vậy tại công nghị Ayutthaya đó thì một năm sau thì Đức Cha Lambert cho xây chủng viện. Rồi Ngài áp dụng cái tài liệu đào tạo, huấn dụ các thừa sai Monita Missionarios và rồi Ngài phong chức cho các linh mục người Việt đầu tiên. Và như vậy cái điều mà người ta quên nói tới và chúng ta nói tới hôm nay là chủ viện Lâm Bích đang nhắc cho tôi đó là Đức Cha Lambert là đấng sáng lập hàng giáo sĩ Việt Nam 1665. Và thưa quý vị, đẻ ra con trai trước thì 5 năm sau mới đẻ ra con gái. Bây giờ chỉ nói tới con gái không là một sự thiếu sót. 1670, 671, 672, đằng trong, đằng ngoài và Chantaburi. Và như vậy cho tới đến nay, khi nói tới Đức Cha Lambert, mọi người thường nghĩ tới Đức Cha là đấng sáng lập dòng Mỹ Năng Giá, nhưng quên Đức Cha Lambert là đấng sáng lập hàng giáo sĩ Việt Nam, là giám đốc chủng viện đầu tiên đó tại vùng Đông Nam Á này. Và cái điều này là quan trọng. Tôi đang cử thí dụ khi mà không có giám mục là các dòng nữ chết luôn. Nên tôi bảo các sơ an ủi, các sơ ơi, không phải Đức Cha Lambert bố là khôn lắm đó, để tiền lại cho con trai là cực kỳ khôn, để cho con gái là mất cả. Tại vì khi mà có chủng viện, có giám mục thì sau đó giám mục mới lập lên Mê Tăng Giả, còn không mà Mê Tăng Giả là chết rồi, không sống được nếu mà không có chủng viện, không có linh mục, không có giám mục. Tôi đang cử thí dụ như là thì giáo phận Phan Thiết được lập tách từ Nha Trang 1975 thì 1984 thì Đức Cha Nicolao Huỳnh Văn Nghi lập Mê Tăng Giả Phan Thiết. Rồi gần đây nhất 2018 giáo phận Hà Tĩnh tách ta từ giáo phận Vinh. Vinh có Mê Tăng Giả Vinh rồi, nhưng mà Đức Cha Hợp, Nguyễn Thái Hợp là Đa Minh, Ngài không có lập dòng nữ Đa Minh, Ngài xin lập Mê Tăng Giả Hà Tĩnh. Và từ năm 2007 đó là Tòa Thánh bảo bây giờ này nếu mà cùng một linh đạo, cùng một đấng sáng lập là phải gom lại thành bề trên tổng quyền rồi, phụ tỉnh rồi, cứ đẻ. Và Tòa Thánh cứ khó chịu với các giám mục Việt Nam. Tại sao chúng tôi nói với các giám mục Việt Nam nhiều lần mà các ngài cứng đầu thế, cứ xin lập Mê Tăng Giả Hoài, Mê Tăng Giả Long Xuyên, rồi mới đây nhất Mê Tăng Giả Phú Cường không được rồi, rồi Mê Tăng Giả Hà Tĩnh 2018 mới nhất. Và sao kỳ vậy? Và không, đường hướng của Đức Cha Lambert là ở đâu là có một dòng nữ và có chủng viện tại đó. Tại vì như là Đức Cha Tuấn ở Hà Tĩnh, là ngài bảo về Hà Tĩnh thì có trước đó là Vinh thì rất nhiều Mê Tăng Giả Vinh, thì chị tổng Mê Tăng Giả Vinh rút các sơ, thay đổi sơ đang làm giáo lý này là Đức Cha Tuấn chơi với, tại không điều khiển được, tại không phải là mình, không phải bề trên, còn giám mục là bề trên dòng Mê Tăng Giả, nên các giám mục rất thích dòng Mê Tăng Giả, không nói ra nhưng mà thì hầu hết các giáo phận đều hỏi Mê Tăng Giả Nha Trang, chúng ta thấy đó, rồi sau đó Mê Tăng Giả Phan Thiết mới Mê Tăng Giả, nhưng mà Tòa Thánh
không chịu. Giờ là mọi người bảo Đức Cha Hùng, nếu mà Đức Cha Lâm Bè được phong thánh thì tòa thánh về sau mình, tại vì tòa thánh bảo quý vị cứ bề trên tổng quyền rồi, muốn đẻ ra bao nhiêu đẻ thoải mái, không phải xin phép, nhưng mà lập một dòng mới là phải xin phép. Mà cái giám mục Việt Nam cứ xin lập dòng mới hoài, không chịu. Bạc Mến Giá Hà Tĩnh không phải con của Mến Giá Vinh, độc lập trực thuộc giám mục Hà Tĩnh mới điều khiển được. Thì qua thì cái trở lại cái công nghị Ayutthaya, ngài xây chủng viện, rồi ngài truyền chức cho các linh mục, bốn linh mục đầu tiên, hai linh mục đàng ngoài, hai linh mục đàng trong. Và thưa quý vị, đây là cái văn kiện Monita Admissionarius nhắn nhủ các thừa sai. Đây là tài liệu đào tạo của hai Đức Cha Pierre Lambert de Mort và đúng ra là của Đức Cha Lambert. Đức Cha Lambert đã đến 1662 rồi 1664, khi Đức Cha Paris đến là mở công nghị và tòa thánh duyệt cái này. Đây là cái hình 1665 và xuất bản năm 1669, cực kỳ nổi tiếng. Tòa thánh rất kết cây, tại vì truyền thống đời sống của người thừa sai linh mục là cầu nguyện, hy sinh, ăn chay, và chứ không phải là làm cái này cái kia. Rồi đây là cái bản 1893 tại Hồng Kông do Bộ Truyền giáo Propaganda Fide. Và thưa, cho tới ngày hôm nay đó, là đây là cái bản của Đại Chủng Viện Xuân Lộc 2020 vẫn trong các chủng viện vẫn sử dụng. Chúng tôi sử dụng mà không có nhớ đây là tác giả là Đức Cha Lambert. Các chủng viện vẫn trên thế giới và tòa thánh thích cái điều này lắm. Và chính tòa thánh cho tiền để phát hành in những cái tập đầu tiên. Rồi bây giờ tôi, sau đó tôi thắc mắc, tôi qua Bangkok tôi hỏi Đức Hồng Y, thưa Đức Hồng Y Bangkok đó, bây giờ cái chủng viện mà Đức Cha Lambert xây thì nó ở đâu? Ngài bảo ở đây, ở Ayutthaya, nhà thờ Thánh Giuse. Nhưng mà sau đó bị Mã Lai tấn công, rồi sau đó chạy qua số 2 là Hòn Đất ở Hà Tiên đó, Việt Nam mình. Rồi sau đó chạy qua số 3 là ở Ấn Độ, tại Bát Đạo. Nhưng mà Ấn Độ bị lệch, nó bị lệch ra khỏi tâm, không phải là tâm, thì trở về Penang. Penang là ở bên Mã Lai, Malaysia đó. Và rất nhiều các giám mục, linh mục đã học tại, không biết là Đức ông còn nhớ có Nha Trang có ai học ở Penang không, như là ở Sài Gòn Đức Cha Nẫm, Phụ Tá Nẫm học ở Penang, bây giờ còn một cha Huynh Trụ là học trò của Penang. Và đưa thầy tôi, đây là cái hình của chủng viện Penang đây này, nó gọi là College General, tức là General hay là nhà chung đó, cái trường nhà chung, là College là cái trường General, trường nhà chung, là chủng viện nó ở dưới là Seminary Tinggi Katolik. Và ở tiếng Anh tôi được ở trên mạng còn ghi lại là cái trường nhà chung này, College General này, đã có dấu vết lịch sử do cái sự thác lập của chủng viện Thánh Giuse tại Ayutthaya 1665 do hai vị đại diện tông tòa là Pali và Lambert de la Mothe của hội thừa sai hải ngoại Paris. Và đây cái chủng viện này vẫn còn. Rồi đây là ba cái tòa nhà của chủng viện. Và khi mở ra thì ở trong đây này nó là có bảy chủng viện, bảy vị thánh tử đạo tại đây, hai giám mục, giáo sư và năm chủng sinh Việt Nam là Philip Phê Minh, Phê Rô Quý, Phao Lô Lộc, Doan Hoan và Du Xe Lụ. Và thưa quý vị, tôi qua đây này, đây là cái tượng đài năm vị ở gọi là College General, trường nhà chung, là Philip Phê Minh, Doan Hoan, Peter Quý. Và chúng ta thấy chủng viện Cần Thơ gọi là chủng viện Phê Rô Đoàn Công Quý đó, chủng viện Thánh Quý Cần Thơ. Đây là, vì thế qua bên này nổi tiếng lắm. Tôi qua Việt Nam phải không? Có biết Philip Phê Minh không? Ngài chỉ cho tôi cái ngoài vườn. Và rồi
đây xin một ít phút nữa là chúng ta có thể kết thúc phần này nghỉ giải lao chút. Đây là cái luận án tiến sĩ của cha Nguyễn Hữu Trọng, Giáo phận Sài Gòn in năm 1959, dịp kỷ niệm 300 năm thành lập hai giáo phận đại diện tông tòa bên trong, ở đằng trong. Và đây là De Origine du Clergé Việt Nam, là nguồn gốc của hàng giáo sĩ Việt Nam. Từ cái bản này cực kỳ quan trọng, tôi cũng mới tìm ra được lại thôi, có lâu rồi. Đây là cái bản tôi dịch là Nguyễn Hữu Trọng, cựu sinh viên trường khoa học chính trị Paris, cử nhân văn chương khoa học xã hội, tiến sĩ thần học, và là nguồn gốc của hàng giáo sĩ Việt Nam, hàng giáo sĩ quốc gia được thành lập giáo hội Việt Nam. Cái bản tôi chụp và cho thấy là thưa các sơ, hiện nay có tới mười mấy cái luận văn về, nhưng mà từ năm 2000, thưa bây giờ nữa tôi mới nói là thưa con trai đã làm viết luận văn từ năm 1955, lâu lắm rồi, nhưng mà không nói tới thôi. Nhưng mà bạn đã đừng nói con trai ta không làm gì. Thì cái đây là cái luận án tiến sĩ của phần lịch sử bảo vệ tại Học viện Công giáo Paris đó, ngày 14 tháng 12 1955, với cái hạng xuất sắc đó, cùng Magna Laude. Và ở Nikinovstat 1959 của do cha Trần Thái Hiệp là nguyên giám đốc Đại viện Sài Gòn, và cha Lê Trung Thịnh là đại diện giám mục 1959. Và đây cái lời giới thiệu là việc xuất bản tác phẩm này đánh dấu 300 năm thành lập những địa phận tông tòa đầu tiên tại Việt Nam, và trong các sứ truyền giáo 1659-1959 được kỷ niệm tại Sài Gòn từ 16 đến 18 tháng 2 1959, đồng thời với Đại hội Thánh mẫu toàn quốc tại Việt Nam dưới sự chủ tọa của Đức Hồng y Grégoire Pierre 15 Agagianan, Bộ trưởng Thánh bộ truyền giáo Đức tin, đặc sứ của Đức Thánh cha John Paul Johann 23 để cử hành Đại hội Thánh mẫu này tại Sài Gòn tháng 2 1959. Chắc là Đức ông còn nhớ, hay là các vị mà lớn là nhớ 1959 Đại hội Thánh mẫu, và lúc đó là 300 năm thành lập và Giáo phận Sài Gòn cho in cái tập sách này. Thì như vậy tóm lại, sau khi mà đã nói đó, thì bây giờ là năm 2022 đã con trai thấy mình thiếu sót cái bổn phận, tức là thì tháng 7 là có cái đại hội, hội nghị các đại chủng viện từ mùng 4 tới mùng 9 tháng 7 tại Tòa mục Đà Lạt. 104 tham dự viên, trong đó 80 linh mục đến từ 11 đại chủng viện, và đại diện 24 các hội dòng bấy tư giá. Và thưa quý vị, các cha giám đốc, các cha giáo sư chủng viện còn cử tôi, lúc đó tôi còn đang làm chủ tịch ủy ban giáo sĩ chủng sinh, bảo Đức Cha Hùng kỳ cục thế, mình họp hội nghị các chủng viện mà mời mới và Phước vô đây làm gì, không được, tại sao kỳ cục đấy. Rồi trong hội nghị đó thì đã trình bày lại công trình của Đức Cha Lâm Bè xây chủng viện 1665, lập hàng giáo sĩ, phong chức cho linh mục đầu tiên, huấn dụ Monita là tài liệu đào tạo, và cuối cùng là di chúc toàn bộ là tài sản cho chủng viện. Và cái bên cạnh ở đây này, cái tập sách rất là dày của kết thúc hội nghị, và cuối cùng 80 các cha giáo sư với đành công bố một quyết định sau 350 năm tìm được mấy cô em gái quá tốt. Nhưng mà cho tới nay thì mới có khoảng mấy chục cha biết về cô em gái của mình, còn gọi mấy cha khác là họ không biết gì hết. Thì cái hôm nay là chủng viện Lâm Bích là tôi nói đầu tiên đấy, cũng chưa có nhiều dịp để nói về Đức Cha Lâm Bè. Và chính các đại chủng viện với sau 350 năm với nhận mấy cô em gái của mình, tại vì lúc nãy tôi nói là thì con trai đẻ ra trước 1665, 1670 mới đẻ ra con gái, là con gái sinh sau. Nhưng mà con gái thì phải nói con gái khéo nói lắm, người ta chỉ nghĩ tới con gái thôi, nhưng mà tiền thì đưa cho con trai. Đây là cái hội nghị thường niên, thì ở giữa là các cha đó, và rồi là các sơ. Và như hôm nay tôi nói là các
hội dòng Mê Tinh Giá là hiện diện hầu hết tại giáo hội tại Việt Nam 24. Thì tóm lại, thứ nhất đó là khi mà giới thiệu cho mọi người thì đầu tiên là trùng viện là phải biết, và vừa rồi qua cái lễ dỗ ra thì tôi đưa lên mạng, thì giờ các trùng viện bắt đầu biết dần dần rồi. Giờ các cha xứ là vẫn chưa biết, Phan Thiết của tôi vẫn chưa biết, như này có cha Kim Anh vẫn cũng, các cha cũng chưa biết, chưa biết về chính Đức Cha Lâm Bè là lập lên hàng giáo sĩ trùng sinh, hàng giáo sĩ Việt Nam, và ngài là giám đốc trùng viện đầu tiên. Rồi bây giờ là trùng viện thì biết rồi, nhưng mà giáo dân làm sao biết là vấn đề. Thì khi mà có ba cuộc di dời hài cốt của Đức Cha Lâm Bè từ chợ quán về trung tâm mục vụ Sài Gòn, rồi từ Quy Nhơn về nhà thờ Thánh Tòa Quy Nhơn, và từ Minh Nhã Kiên Lam Bùi Chu. Thưa quý vị, năm 2003 là kỷ niệm 300 năm lập lên Minh Giá Chanthaburi, thì Đức Hồng Y Kit Bun Chu, chủ tịch hội đồng Thái Lan đó, giám mục Thái Lan cho cải mộ Đức Cha Lâm Bè và lấy một số mảnh xương đặt vào 4 cái hộp kẽm để trong 4 cái bịch, đây là những cái hộp kẽm nhỏ, và trong đó bình số 1 có mảnh xương cổ tay và một răng hàm cửa, bình số 2 có một miếng cổ tay và chân răng cửa, bình số 3 có một đốt ngón chân và cái răng tiền hàm, bình thứ tư là hai xương ngón tay của Đức Cha Lâm Bè. Và những cái hộp kẽm này bỏ trong 4 cái bình sứ của Thái Lan. Thì năm 2003 đó, nhân dịp 300 năm, thì Đức Quý Kit Bun Chu tặng cho Việt Nam 2 bình, bình số 2, bình số 3, thì lưu giữ tại dòng Bến Giá Chợ Quán và Bến Giá Quy Nhơn. Và như tôi vừa nói này, khi mà đưa về đó, Đức Hồng Y Mẫn rồi Đức Cha Soạn, Thôi, cái này của con gái mang về giữ, không biết, con gái giữ, giữ. Thì 2003, tôi hỏi là tại sao mà giáo hội Thái Lan đã trao cho Việt Nam bình hai cốt rồi là giữ Mến Thánh Giá, các sợ chẳng biết tại sao. Nhưng mà tôi nghe biết tôi ngay, tại sao là cái điều này, thưa các chị chỉ nghĩ tới con gái thôi, là không thấy cái gia phả của mình đâu hết. Đấy, Đức Cha Lâm Bè là giám mục đang ngoài từ 1659 và 1844, 185 năm sau thì Đàng Trong sinh ra hai đứa con thừa tự là Đông Đàng Trong là giáo phận Quy Nhơn và Tây Đàng Trong là giáo phận Sài Gòn. Vì thế có lẽ là khi mà cho hai cái bình đó là Thái Lan nghĩ tới hai thằng con thừa tự, nhưng mà lúc đó hai thằng con thừa tự bảo thôi con gái mang về, không có liên quan. Nhưng mà thưa, khi mà bây giờ biết là bổn phận của con trai thì giờ con trai bảo trả về đây đó, đó là và Đức Cha Lâm Bè còn thêm một cái nữa, ngài là giám mục ở đằng tông tòa ở đằng ngoài Đức Cha Lâm Bè. Khi tôi đưa bình hài cốt tôi ra, đưa về ở trong Sài Gòn và Quy Nhơn rồi tôi ra họp ở Hà Nội, thì các sơ Mến Thánh Giá Hà Nội với nhất là Bùi Chu bảo thưa Đức Cha bất công, chúng con là Mến Giá đằng ngoài Đức Cha Lâm Bè lập Mến Giá đồng ngoài trước, mà tại sao chúng con không được một cái hũ cốt nào hết, Đức Cha xin cho chúng con một hũ cốt, và tôi sao tôi có được, này cho lâu rồi. Nhưng mà may năm ngoái đó tôi đi họp FPVC 10 tháng 10 suốt một tháng ở với Đức Huy Kiên Sắc, Đức Huy Bangkok, rồi con bảo Đức Tợ Đức Huy cho chúng con một hũ đi, tại vì đã cho Đàng Trong thì hai thằng con thừa tự Quy Nhơn và Sài Gòn giữ rồi, nhưng mà đằng ngoài á, tuy là không phải là chính tòa nhưng mà là giám quản tông tòa, thì xin cho chúng con một hũ, thì biết ở bên nó còn hai hũ, thì Đức Huy mà bên nó làm bên cha Chanthaburi giữ là học trò. Tôi đến mùng 1 tháng 11 dâng lễ đó, dâng lễ rồi cảm ơn, mà đang không biết là sao cuối cùng là Đức Huy đổi ý, đang cảm ơn ra về thì Đức Huy gọi điện thoại cho Đức Cha Sinvio giám mục Chanthaburi, báo mẹ bề trên giao cho Đức Cha Hùng một hũ cốt. Đức
cái mẹ Rosalind đứng hình luôn, đang cảm ơn, đứng một lúc, nhưng mà thôi vâng lời Đức Mi, thì trao cái cho đây này, trao cho tôi một cái hũ cốt. Và chúng ta thấy cái hũ cốt nó như này, nó có cái hộp kính bên ngoài, có một cái bình gốm, rồi bên trong là có một cái hộp thiếc nhỏ. Thì bên ngoài đó là cái hộp kính này để là số 4. Thì họ muốn giữ lại số 1, họ giao cho mình số 4. Thì bên ngoài là số 4, nhưng mà khi tôi mở ra bên trong là cái hộp kém là ghi là số 1. Thì cái đó là các sơ cũng phải thấy cái này Đức Cha làm bè làm rồi. Thì như vậy cái bình số 1 trở về cho mến giá đằng ngoài, là con gái đầu tiên thì giữ bình số 1. Và cái bình số 4 đó là con út là Canterbury giữ, chứ không phải là họ muốn giữ lại bình số 1 nhưng mà đưa cho tôi bình số 4, nhưng mà cái ruột ở trong là số 1. Đó là cái, thì chúng tôi là ký, tôi sau đó là tôi hủy cái chuyến, tôi cái phái đoàn thôi đi chơi, tôi ở lại với mấy sơ bàn giao, và sau đó tôi trở về Bangkok. Từ Canterbury về Bangkok phải khoảng gần 200 cây số về Bangkok, cảm ơn Đức Hồng Y. Đó là rồi ở đây cái ngày năm 2022 đó, sau khi khám phá ra cái di chúc, thì Đức Tổng Nguyễn Năng bảo thôi bây giờ đòi lại hài cốt, thì bây giờ là đưa từ Mến Giá Chợ Quán về trung tâm mục vụ, bây giờ đang để ở trong nhà nguyện Tiểu Trung Viện đó, ở trong trung tâm mục vụ. Đây là cái hình ảnh Đức Tổng Năng cầm, thì Đức Tổng Năng cầm trang trọng lắm, còn trong có lúc đó sơ Thu Hương là cái cầm rất là tươi cười, mấy sơ thì tươi cười, mà con trai bây giờ thấy lãnh cái hài cốt là vinh dự, nhưng mà mặt ông nào cũng lo lắng. Thì mấy sơ là chú giả nhìn cái hình. Rồi ở ngoài Quy Nhơn cũng vậy, từ cái ngày lễ mến đánh giá 14 tháng 9 thì đưa về nhà thờ chính tòa Quy Nhơn, từ bên nhà Quy Nhơn. Còn cái chuyến đi từ Canterbury là tôi đưa về, rồi đưa về Mến Giá Kiên Lao ngày 28 ở mấy ngày, sau đó là đi rời qua tòa giám mục Kiên Lao Bùi Chu. Thì đây là các sau khi đó là bây giờ các hành hương đến kinh viếng, thì xin bây giờ là xin quý vị là làm thế nào mà đến đây cầu nguyện mà có phép lạ là chóng lên thánh rồi, còn chứng minh cái gì mà không có phép lạ là không được. Có khá nhiều phép lạ rồi, nhưng mà có mấy sơ bảo là con hóc xương mấy tuần cầu nguyện, bảo hóc xương không phải là phép lạ, lớn lớn như thế nó phải lớn chứ, hóc xương nhỏ quá. Thì bây giờ là tôi xin được kết luận. Thì giờ tóm lại đã trình bày mẫu gương thánh thiện mà Đức Cha Lâm Bé để lại cho giáo hội Việt Nam hôm nay là gì? Là Ngài đã hiến dâng cuộc đời thi hành thánh ý Chúa qua việc bổn phận giao phó là xây dựng cả hai giáo phận đó, đằng trong và đằng ngoài. Một mình Đức Cha Lâm Bé thay thế Đức Cha Paulu làm luôn, với một đường hướng loan báo tin mừng và xây dựng theo đúng đức tin Công giáo với 5 điểm. Điểm thứ nhất là Đức Cha Lâm Bé theo gương Thánh Phaolô để thành lập một giáo đoàn. Thánh Phaolô đã xác tín về nội dung mình rao giảng, đó là Chúa Kitô chịu đóng đinh. Thứ hai là hiệp thông với tòa thánh được biểu lộ, Đức Cha Lâm Bé sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ giám quản tại đằng trong, tại đằng ngoài, để Đức Cha Lâm Bé có thể trực tiếp về Roma trình những quyết định và công việc ở giáo hội Việt Nam. Nhất là lời đầu tiên rất cảm động trong di chúc của Ngài: tôi ao ước sống và chết trong đức tin của giáo hội Công giáo, rất thánh thiện, tông truyền và Roma, và trong sự phục tùng trọn vẹn đối Đức Cha. Điểm thứ ba, sự hiệp nhất các thành phần dân Chúa qua ba công nghị: Ayutthaya, Phối Hiến và Hội An. Rồi điểm thứ tư, Đức Cha Lâm Bé lập lên hàng giáo sĩ Việt Nam, xây chủng viện đầu tiên, phong chức cho những linh mục Việt Nam đầu tiên, viết tài liệu đào tạo linh mục Monita Admissionarius dựa trên linh đạo Chúa Kitô chịu đóng đinh. Nền tảng của người linh mục truyền giáo là cầu nguyện và hy sinh. Và điểm thứ năm, mời gọi và trân trọng vai trò của phụ nữ, nơi các nữ tu mến đánh giá trong việc xây dựng giáo phận. Từ thế kỷ thứ 17 cho đến nay, các nữ tu mến đánh giá đã đóng góp cộng tác với các giám mục xây dựng giáo xứ giáo phận.
và Ngài cũng lập nên Hiệp hội Mến Thánh Giá tại thế. Chắc là hết giờ, xin cảm ơn Đức Ông và tất cả mọi người. Chúng ta nghỉ giải lao. Chúng con xin cảm ơn Đức Cha. Sáng hôm nay chúng con không chỉ được hiểu về ông tổ của chúng con là Lambert Lamott, mà chúng con còn được sống lại cả hơn 350 năm của Giáo hội Việt Nam. Thật là vui mừng vì vì đứa con thừa tự đã nhận về chính cái hài cốt của ông tổ mình. Xin một tràng pháo tay nữa để chúc mừng Đức Cha đã tìm lại cho chúng con những điều quý giá. Và giờ đây xin Đức Cha, Đức Ông cùng quý vị chúng ta nghỉ giải lao trong vòng 10 phút. Sau 10 phút này chúng con xin kính mời Đức Cha trở lại để Đức Cha cho chúng con được trình bày đôi nét về Chủng viện Truyền giáo Lâm Bích và gia đình Lâm Bích của chúng con. Xin chân thành cảm ơn Đức Cha. Xin anh em nghỉ giải lao tại chỗ hoặc là di dịch chút ít thôi để chúng ta có 5-7 phút gì chúng ta trở lại ngay. Rồi bây giờ con tắt cho cha đi. Rồi bây giờ cha xong rồi. Rồi giờ của cha nó có cái đầu nối qua này lắm, nhưng mà thôi. Không cần, tôi ngồi ra đây cho nó. Thôi, đơn giản thôi.
xin mời anh em trở lại hội trường. Xin mời anh em trở lại hội trường. Xin mời anh em nhanh chân trở lại hội trường. Trọng ơi, lạy Chúa, chúng con về từ bốn phương trời, lạy Chúa, chúng con về từ khắp thôn làng, cùng với lâm sông người hành hương, về nhà Chúa đi, về nhà Chúa đi. Hành trang con mang theo đầy đau buồn của thế giới, hành trang con mang theo niềm lo sợ của dân nghèo, về đây xin những cha trong lâu, đưa hai tay muốn chung xây thế giới mới. Lạy Chúa, chúng con về từ bốn phương trời, lạy Chúa, chúng con về từ khắp thôn làng, cùng với lớp sông. Khi nãy chúng ta đã nghe Đức Cha nói về ông tổ của chúng ta là Đức Cha Lambe de la Mot, và tôi cảm thấy vui mừng là vì rõ ràng Đức Cha Lambe de la Mot đã hướng cho Hội đồng Giám mục Việt Nam một con đường đi, và cụ thể nhất đó là Đức Hồng Y Đấng Đáng Kính Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, ông nội của chúng ta. Con đường ấy là con đường thánh giá. Quả thật, con đường thánh giá của Đức Hồng Y thật tuyệt vời. Vì thế mà Ngài viết Đường Hy Vọng. Chúng ta không ngại gì mà không hát Đường Hy Vọng của Ngài. Đường ta đi là con đường đau khổ, đường đau khổ là đường tới vinh quang. Đường ta đi bước theo đường thâm tư, sống cho đời, chết cho mọi người. Đường ta đi từ chân trời im lặng, đường im lặng là đường tới thiên cung. Đường ta đi đắng cay còn nghìn trùng, bước kiêu hùng, nhịp bước lên đường. Bạn ơi, bước rộn ràng, lời ca vang trên đường ta, bước qua muôn ngàn nỗi đau thương. Bạn ơi, Chúa đồng hành, dìu ta đi trên đường, đường đau khổ là đường đưa tới vinh quang. Trong kính Đức Cha, trong kính Đức Ông Bố, kính thưa quý bác và đại gia đình Lâm Bích, Đức Cha đã trình bày cho chúng con về ông tổ của chúng con. Còn bây giờ chúng con xin mời Đức Cha nhìn xem một cuộc đời của chúng biển Lâm Bích và gia đình Lâm Bích của chúng con. Chúng con xin mọi người cùng hướng về màn hình một cái YouTube nhỏ nhỏ của nhóm Sống Theo Lời Chúa TV thực hiện.
Khóa video thứ ba, năm 1973,
video thứ tư năm 1974. Có 21 thầy, trong đó có 7 thầy chủ chức linh mục. Trong lịch sử các chủ nghiệp thuộc các giáo phận ở Việt Nam, chủ nghiệp Lâm Bích được thành lập sau cùng tính đến năm 1975. Trong khoảng thời gian chưa sinh, ta tồn tại rất ngắn, năm 1968 đến năm 1974. Tuy số lượng chúng sinh có tăng từng năm, nhưng đến năm 1975, chủ nghiệp chưa có linh mục nào được phong chức. Sau năm 1975, môi trường trong nước khó khăn, cánh cổng ơn gọi đã khép lại, nhất là đối với các chúng sinh lần nước từ mọi miền của đất nước, không thể quy tụ lại ngôi nhà chung ở Nha Trang nữa. Anh em vẫn kiên trì theo đuổi ơn gọi, một số ra nước ngoài, phải để tìm kiếm bây giờ tôi ngồi đây nhưng vì khát khao tiếp tục con đường truyền giáo phục vụ giáo hội của mình, tinh thần của đức cha và mẹ đều đã ổn được mà nội mong muốn tiếp tục đã dẫn lối cho anh em. Và vì thế các ơn gọi của chúng tôi Lâm Bích đã được sai đi một phần. Chúng sinh Lâm Bích đầu tiên được lãnh nhận trước linh mục tại Hoa Kỳ là linh mục Giuse Trần Kim Thiện, người giáo xứ Vĩnh Thanh, giáo phận Phan Thiết, mà gia đình thân thương gọi là Bác Tạc Hiền. Rồi sau đó lần lượt đến các anh em trong và ngoài nước lãnh chức linh mục. Rất đáng vui mừng vì đã có 63 linh mục và 2 phó tế vĩnh viễn chia đều cho 2 miền phục vụ, một nửa ở Việt Nam và một nửa ở nước ngoài. Con số 63 linh mục trên tổng số hơn 200 chúng sinh được tập trung huấn luyện trong thời gian chỉ có 5 năm. Có thể nói là con số của Hồng Ân và là con số của ước mong của hai vị thánh, Đức cha Lambert de Ramos và Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Và hơn 200 chúng sinh đơn vị đang nối tiếp bước truyền giáo trên khắp năm châu. Ước gì là của lễ tạ ơn dâng lên niệm lòng Thiên Chúa, đáp đền công ơn của hai vị thánh và mẹ Nha Trang một thời đã dưỡng nuôi và dạy dỗ. Anh em con đi khắp năm châu với tình thần. Không có thời gian mà đi cắt. Gia đình Lâm Bích nối tiếp tinh thần truyền giáo. Sau năm 1975, anh em chúng sinh